Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. À, nói chung ấy, ngày xưa các cụ có nói là gì? Thái tuế đều nổi tọa vô hỷ đó ạ À, những người tuổi Ất Tỵ trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì là gặp năm năm hạn thái tuế. Vậy thì những cái vận hạn, những cái xui xẻo nào sẽ đến với những người tuổi Ất Tỵ và trong năm họ sẽ có được những cái may mắn có được cái tài lộc hay không? Và cụ thể trong năm thì sẽ gặp những cái vận hạn gì? Chi tiết trong từng năm, từng tháng. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, tử vi học có nói trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau. Quý vị có tin rằng số mệnh của mình có hay không? Có rất nhiều người không tin vào cái số mệnh của mình Tuy nhiên, chẳng ai có thể giải thích được tại sao Lại gì, có người giàu có, có người lại nghèo khổ Và cái chuyện sinh tử trên cuộc đời này Ngay cả đến vượt xứ khổ trên đời này Cũng chẳng có mấy ai mà giải thích được Hành sự tại nhân mà phú quý là do trời Con người chúng ta có thể đoán định được Từng cái đường đi nước bước Tính toán được kế hoạch chu toàn Nhưng mà dường như chẳng ai có thể tính được cái số mệnh của cuộc đời mình sẽ ra sao à, tất cả đều do ông trời quyết định cả do số phận đã an bài à, tuy nhiên người có thể nắm bắt được cái số mệnh của mình thì sẽ xoay chuyển được cái cản khôn đảo ngược được cái tiên cơ và cải biến được cái vận mệnh trở nên may mắn giàu có hơn người chính vì vậy cái việc xem số mệnh của mỗi người là vô cùng là cần thiết À, trong chương trình ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái lá số tử vi của những người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 năm mạng à. trong cái năm 2025 năm ất tỵ đầy đủ và chính xác nhất trên từng phương diện công danh sự nghiệp tài lộc sức khỏe và gia đạo để quý vị có thể nắm rõ được cái vận trình của mình đồng thời cũng chỉ rõ các phương pháp để hóa giải vận mệnh cũng như là những cái điều quý vị cần phải làm để thu hút thêm cái tài lộc may mắn trong năm nay à, Ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận mệnh của mình nhé à, Thưa quý vị, à, những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1900 là những người sinh năm 1965 à, Có thiên can là Ất, địa chi là Tỵ Người này có lá số là âm nam, có ngũ hành nạp âm là phúc đăng hỏa, có cung hạnh là cung cấn thuộc thổ, được gọi là xuất việt chi xà, có nghĩa là rắn rời hang có xương con rắn tướng tinh con trùn, con nhà xích đế tân khổ. À, thưa quý vị à, xét về những người tuổi ất tỵ chúng ta có ất là thuộc mộc đúng không ạ tỵ là thuộc hỏa đúng không ạ thì những người tuổi ất tỵ lại có mộc âm mộc ghép với âm hỏa âm mộc ghép âm hỏa vậy nên được cục diện mộc hỏa tương sinh ta có mộc sinh hỏa nhập bệnh can sinh chi nạp âm là gì lại là gì ất tỵ là hỏa lại được tương hợp với ngũ hành nữa nên là những người tuổi ất tỵ thuộc lứa tuổi này thì có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên con đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù những người tuổi ất tỵ trong năm xung tháng hạn thì cũng gặp được nhiều cái trở ngại nhưng mà cũng dễ gặp được quý nhân giúp sức để mà vượt qua một cách dễ dàng. À, ất tỵ mạng hỏa số này cung đoài lửa cháy sáng ngời tọa đăng thu đông lỗi số khó khăn hai mùa khắc nghịch có ăn lo hoài. Xuân hạ mà đặng sinh thai kẻ hầu người hạ có bồi bếp sai số này nhỏ tuổi gian nan trở về lớn tuổi có phần an thân số người cách trở lương duyên bằng không thì cũng vợ trong vợ ngoài số mạng phúc lớn nhờ trời khỏi bị chết hụt cũng thời cầm giam phải nên Phước đức tu nhân Phật trời độ hộ mới an gia đình à, thưa quý vị nam mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn tuy được sống trong cái đủ đầy nhưng mà cũng hay gặp nhiều cái lo lắng. À, tuy nhiên, cuộc sống tuổi nhỏ thì cũng ít nhiều cái sóng gió. Về thời hậu vận thì mới được hưởng cái an nhàn phú quý. À, vậy thì cái vận trình của những người tuổi Ất Tỵ trong năm 2025 sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thì quý vị biết đấy, năm Ất Tỵ năm 2025 chúng ta có Tỵ gặp Tỵ đúng không ạ? Tức là năm nay thì là gặp hạn Thái Tuế. Đây là Thái Tuế. À, các cụ nói là gì? Thái tuế đương đầu tọa vô hỷ ất hữu họa. Những người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 ấy thì gặp cục diện trực thái tuế nó ăn ngữ nên là công việc làm ăn thì gặp khó khăn, gặp nhiều cái biến động, tài lộc thì bị giảm sút, kiếm tiền thì khó khăn hơn trước, gia đạo thì gặp nhiều cái trục trặc, sức khỏe thì bị suy giảm. Bên cạnh đó, à, trong năm nay quý vị nỗ lực làm gấp 5 gấp 10 lần nhưng mà cũng gì, kết quả thì cũng không được như ý. À, nói chung ấy gặp cái năm hạn thái tuế nó cũng gây ra nhiều cái trắc trở cho bản mệnh à, các cụ có nói là gì thái tuế đương đầu tọa vô hỉ át hiệu họa cái tai họa cái tai ương nó thể ập đến bất cứ lúc nào vậy nên trong cái năm gặp hạn thái tuế thì những người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào kim bài thái tuế cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ất tỵ 1965 năm ạ. À. à. thưa quý vị, thì bên cạnh cái địa chi thì chúng ta xét về cái thiên can đúng không ạ? Chúng ta có thiên can ất, à, ất gặp ất nó là tỷ kiên. À, thưa quý vị, trong năm 2025 năm ất tỵ thì những người tuổi à, tuổi tuổi ất tỵ thì có tỷ kiên nó nhập mệnh. Vậy nên trong năm ấy, thì quý vị phải tự lực cánh sinh rất là nhiều và tự lực cánh sinh Việc gì cũng đến tay cũng phải ra mặt thì mới có thể xử lý được Mưu sự thì vất vả, nỗ lực gấp nhiều lần so với người thường ấy, Nhưng mà vẫn khó có thể được ổn định và phát triển được trong sự nghiệp Khả năng thăng tiến trong năm thì cũng không cao Dễ vì cái chuyện riêng mà sinh sinh ra cái chuyện mâu thuẫn, cãi vã với người khác à, Khiến cho quan hệ nó thiếu hài hòa, không được nâng đỡ Bên cạnh đó, thì trong năm bất tị Đấy thì chúng ta có địa chi tị nó ẩn tàng ba thiên can là bính, mậu và canh. Chúng ta có ất gặp bính thì nó là thương quan, ất gặp mậu là chính tài và ất gặp canh thì nó là chính quan. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn cái hung tinh là thương quan. Nhưng mà may mắn lại có cát tinh là chính quan và chính tài nó nó trợ lực. Đấy. Nên là gì vẫn có những cơ hội để cho những người tuổi ất tị bứt phá trong cái cuộc sống để thành công hơn. À, thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta xét ất gặp bính thì nó là thương quan. Năm 2025 năm ất tị được thương quan lâm vận. Vậy nên nó dự báo trong năm có những cái rắc rối khó lường khiến cho quý vị phải phiền lòng phải bận tâm với những người mà vẫn còn đang phải nặng lòng về chuyện kinh doanh buôn bán thì năm nay cần phải thận trọng vì dễ bị lừa gạt mất tiền mất của bên cạnh đó cái thương quan nó cũng gây ra cái tình trạng là tranh quyền đoạt lợi và gây ra cái sự tiểu nhân hãm hại khiến cho quý vị gặp nhiều khó khăn nhiều cái trở lực trong cuộc sống à, công việc thì cũng dễ bị kẻ tiểu nhân quấy phá phá bĩnh dễ bị mất việc mất chức mất quyền hay là thôi việc hay là bỏ học giữa chừng vì vậy để hóa giải cái thương quan cũng như là hóa giải cái tỷ kiên Hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, Thì những người tuổi ất tỵ 1965 năm hạn Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, rộng, sửu để được trợ mệnh hộ thân Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ Giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống Hóa giải những xung sát, những cái thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi ất tỵ 1965 năm ạ. Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tóc học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ất tỵ nhé. Thì bên cạnh cái thương quan ấy thì chúng ta may mắn hơn của ất gặp mậu thì nó là chính tài. Đấy, ất gặp mậu chính tài thì được chính tài được ghé thăm nó mang đến tài lộc rực rỡ cho những người tuổi ất tỵ trong thời gian này. Nếu mà những người tuổi ất tỵ mà biết tận dụng cái cơ hội tốt này để gặt hái nhiều thành công ấy thì thắng lợi sẽ mang lại cho quý vị nhiều cái rực rỡ thành công hơn trong cái tương lai. Bên cạnh đó chúng ta có ất gặp mậu ất à, gặp canh thì nó là chính quan, à, cái chính quan nó cũng nâng đỡ, nó chủ về cái công danh sự nghiệp, Đấy, công danh tương trợ rất thích hợp với những người tuổi ất tỵ để cho họ thì tập trung thực hiện hóa những cái tham vọng những cái mục tiêu của mình đã ấp từ bấy lâu nay à, quý nhân vận nó cũng khởi vựa nó mang đến cho quý vị cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ chăm sự thì đều thuận lợi vậy nên là những người tuổi ất tỵ luôn nhớ nhé để tăng cường cái may mắn ra chính tài chính quan và hóa giải cái tỷ kiên và cái thương quan thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để mà trợ mệnh hộ thân à, thưa quý vị đó là cái vận trình của những người tuổi ất tỵ đúng không ạ trong cái năm 2025 Thì bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận hạn của năm Thì quý vị đã biết những người từ Ất Tỵ sinh năm 1965 thì năm nay là 61 tuổi 61, 61 tuổi quý vị gặp sao hạn là sao kế đô, nó gặp hạn năm là cái hạn địa võng ở à, trong năm nay thì quý vị không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, không bị phạm tam tai Nên là những ai mà có muốn mượn tuổi quý vị động thổ nhé Thì quý vị cũng nên là gì à, Tiến hành động thổ xây nhà cũng rất là tốt trong năm nay à, Thưa quý vị trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì đầu tiên chúng ta xét về cái sao hạn này thì những người tuổi Ất Tỵ 1965 năm ạ gặp cái năm 2015 ấy là gặp cái sao hạn là sao kế đô. À, kế đô sao ấy rông dài, chia tay đôi ngả không mong tao phùng. Tháng 3, tháng 9 bão bùng, nhức tai đau óc, khốn cùng sắc thân. Cái sao kế đô này được coi là một cái hung tinh đối với cả nam và nữ. Chính vì thế mà năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh thì xem, xem như là bị xấu. Những người tuổi Ất Tỵ gặp cái sao này thường bị gặp khó khăn à, trong công việc thành ít và bại thì nhiều à, đặc biệt quý vị cần phải chú ý hai tháng xấu nhất là cái tháng 3 và tháng 9 năm lịch này thì quý vị cần phải lưu ý đề phòng à, bởi đây là cái thời điểm mà sau cái đô nó ảnh hưởng nặng nề nhất đó à, bên cạnh cái sau cái đô thì xét về hạn năm thì quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn địa võng hạn địa võng đúng không à, địa võng là một cái hạn xấu trong tán nguyên hạn gặp cái hạn địa võng thì ít hay nhiều bản thân cũng sẽ gặp những chuyện xui rủi ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe cũng như là cái tinh thần hay là cái sự nghiệp của việc của quý vị à, năm mệnh tuổi ất tỵ mà gặp cái hạn này thì hết sức cần phải chú ý về mặt sức khỏe sức khỏe dễ bị sa sút cơ thể thì bị suy nhược dễ bị đau ốm liên tục cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng là mệt mỏi suy kiệt cái hạn địa võng nó còn làm cho cái tâm trạng của quý vị dễ bị cáu gắt tâm lý thì khó chịu từ đó gây lục đục trong gia đình gây nội bộ gây mâu thuẫn bất hòa và làm dạn nứt các mối quan hệ trong gia đình à, và gây ra sự xa cách cho các mối quan hệ trong cuộc sống à, khó có thể là kết giao được với mối quan hệ mới nói chung ấy trong năm 2025 năm ất tỵ thì để hóa giải cái sau cái đô và cái hạn địa võng thì những người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 nam mạng quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quang pháp bảo minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó là làm bằng bạc khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ đó và đặc biệt là chiếc sáu cạnh nó có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật và mặt trong này trong nó có viên cầu pha lê trong cái quả cầu này nó có chứa cái chú là bát nhã tâm kinh. Đấy, đây là một cái thần chú giúp quý vị tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ. À, khi mang theo bên mình thì nó sẽ là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, đặc biệt là cái sau cái đô về hạn địa võng, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. À, minh có pháp bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Tỵ 1965 năm ạ. Nói chung ấy, năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Tỵ năm mạng à, vừa gặp Thái Tuế lại gặp được cái trường sinh, lưu niên trường sinh nó nhầm bệnh. Và người xưa có câu là Thái Tuế đương nở tọa vô hỷ thì ác hữu họa. À, cũng là cái lý do đó cho dù bản thân người tuổi Ất Tỵ có ý chí kiên cường, bản lĩnh dũng cảm và gia đình tôi đến đâu ấy thì cũng cũng vẫn phải tỏ ra nhỏ bé những khủng hoảng của do Thái Tuế mang lại. À, khó khăn lớn mang cái tính khách quan của thời cuộc đấy. Một số người thì còn rơi vào cái tình trạng là uất chán trường. Mặt khác, vừa được thanh long che chở, lại nhờ có cục diện trường sinh hỗ trợ, thì đây cũng là một năm mà những người tuổi Ất Tỵ nam mạng có được quý nhân song hành trên mỗi cái bước thành công của bản mệnh. À, mọi việc có cái chiều hướng đi lên nhân lúc này thì quý vị hãy tiến hành những cái việc trọng đại hoặc là gì những cái dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất là cao à quý vị thân mến từ cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành và cái hệ thống sao chiếu mệnh thì chúng ta biết là năm 2025 năm ất tỵ thì đối với những người tuổi nam mạng tuổi ất tỵ cũng không quá xấu nhiều khó khăn trong công việc nhiều muộn phiền về gia đạo nhiều trục trặc về tiền bạc và cái sức khỏe nó bị lao dốc năm nay thì quý vị nên ưu tiên nghỉ ngơi suy nghĩ tích cực thì mới mong được an an thân à, công việc trong năm ấy thì đôi khi nó cũng không được thuận lợi trồng trọt hay chăn nuôi thì đều gặp khó khăn dễ vướng phải thị phi tranh chấp kiện tụng gây ra tổn hao về danh dự về tiền của á. nếu mà còn đang tại chức kinh doanh buôn bán với kinh nghiệm của mình thì quý vị cũng có vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường song cái cạnh tranh cao đối thủ thì nhiều và những chiêu trò xấu nó cũng khiến cho quý vị phải lao đao loạn đận khi đã ở cái độ tuổi này thì quý vị nên dần trao lại mọi việc cho con cái đừng có tự mình ôm hết tất cả vào người nữa rất dễ lao tâm khổ tứ tiền bạc thì cũng khó kiếm tiêu hao lại nhiều à, nhiều nhất cho vấn đề về sức khỏe ấy. À, dù có yếu tố hóa giải nhưng mà cái vận xui nó vẫn khó tránh được à, sức khỏe của bản bệnh trong năm ấy thì cũng bị xa suốt thậm chí là mắc bạo bệnh quý vị cần phải đề phòng những thương tật ở tứ chi hoặc là các bệnh về xương khớp hay là gì những tai nạn bất ngờ những cái điều không như ý trong cuộc sống nó ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần đến sức khỏe nếu mà không kịp thời hóa giải để lâu ngày thì sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vậy nên là quý vị cũng cần phải lưu ý nhé cần phải lưu ý đó à, quý vị thân mến như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái là số tử vi của những người tuổi ất tỵ 1965 năm mạng trong cái năm 2025 năm ất tỵ và ngay sau đây, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ chi tiết về vận hạn của những người tuổi Ất Tỵ trong chi tiết từng tháng. Trong 12 tháng từ tháng 1 đến tháng 12, sẽ là tháng nào tốt, tháng nào xấu và những người tuổi Ất Tỵ sẽ cần phải lưu ý những điều gì để có được cái may mắn tài lộc đến với mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về vận hạn của những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng trong cái tháng riêng âm lịch là tháng Mậu Dần thì trong tháng riêng âm lịch nói chung những người tuổi ất tỵ thì gặp cú diện ất tỵ và dần là cú diện lục hại nói chung cái công việc làm ăn của những người tuổi ất tỵ cũng khá là ổn định không có sự thay đổi nào và những người tại trước thì trong thời gian này vẫn được may mắn do cái thuộc cục diện là gì lưu niên lâm quan nó 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 hỗ trợ cũng như là để thêm cái thiên đức và cái phúc đức nó bổ trợ nữa à, còn nếu đã về hưu thì quý vị cũng có được cái cuộc sống an nhàn thoải mái khi mà không còn vất vả chạy theo những cái ganh đua hay là những cạnh tranh Cuộc sống nó diễn ra rất là bình ổn, không phải lo nghĩ nhiều à, Tuy nhiên nếu mà những người tuổi này, ấy, những người tuổi ất tỵ mà đang có dự định hợp tác làm ăn và kinh doanh ấy, hay là mở mang thêm cái công việc ấy, Thì cũng nên gì hạn chế bởi cái tháng này nó chịu sự cản trở của một vài cái hung tinh như là quan phủ và cái đà la Đấy nó sẽ khiến cho quý vị khó đạt được những kết quả như mong muốn Thậm chí nếu mà cứ cố gắng Cố chấp mà chạy theo cái thời thế Để mà làm ăn ấy thì rất dễ xảy ra những cái chuyện là thua lỗ hay là thất bại. Thì ngoài ra quý vị cũng cần phải chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói tránh nóng nảy mồm miệng kẻ mà gặp họa thị phi à, thậm chí là vướng vào kiện tụng do là cái gì quan phủ nó mang loại cũng như là cái cục diện tương hình của ăn ngữ. Vậy nên là quý vị cũng cần phải thận trọng nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 2 âm lịch. À, tháng 2 lịch là đó tháng kỷ mão thì cái vận trình của những người tuổi ất tỵ 1965 năm mạng trong cái tháng 2 lịch tháng kỷ mão này nói chung ấy, mặc dù là trong năm bị cái sự kèm cặp của Thái Tuế nhưng cái tháng kỷ mão vẫn là một cái tháng may mắn đối với những người tuổi ất tỵ khi mà được lưu niên quan đới nó nó trợ mệnh đấy cái vận quý nhân nó vô cùng vượng dưới sự che chở của quý nhân mưu sự thì dễ thành à quý vị lại có thêm sự tự tin hành động thì độc lập tự chủ hăng hái và nắm quyền hành trong tay à, tinh thần làm việc trong cái thời gian này cũng gì lên cao rõ rệt tràn đầy cái hứng khởi Công việc vì thế mà cũng sẽ được hanh thông hơn rất nhiều đặc biệt chức vụ danh tiếng của quý vị cũng ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể thì ngoài ra trong thời gian này quý vị cũng đoán được nhiều cái các khí do cái sao lộc tồn nó mang lại cũng như là gì cái sao bác sĩ nó cũng sẽ mang lại cái thuận lợi trong chuyện kinh doanh buôn bán tiền bạc tiêu pha thì cũng không phải nghĩ đây là cái thời điểm lý tưởng để quý vị mạnh dạn tiến hành những cái chủ trương đã bùng từ lâu Đó. như vậy cái tháng này cũng khá là tốt với những người tuổi tuổi Ấp Tỵ 1965 năm ạ tiếp theo chúng ta xem tháng 3 được là tháng canh thìn tháng 3 canh thìn thì dưới sự ảnh hưởng của cái hung tinh kình dương này này lại kèm thêm cái lưu niên trực phủ nữa vậy nên công việc làm ăn của quý vị trong cái tháng này nó bị ảnh hưởng nhiều Đấy. tiến độ thì bị trứng lại ít có cơ hội để phát triển hay là được thăng tiến đã vậy cái sức cạnh tranh nó còn lớn hơn và đòi hỏi quý vị làm việc chăm chỉ hơn để bảo vệ những gì mà mình đang có về đầu tư hay là khởi nghiệp thì quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng với cái lựa chọn với việc lựa chọn đối tác tránh bị lừa gạt bị lừa lọc hoặc là bị tiểu nhân chơi xấu à, tuy nhiên nói chung ấy, cái nửa cuối tháng thì cái vận khí sẽ được đảo lộn do cái lưu, lưu niên mộc dục nó 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 ăn ngữ nó mang đến cái tinh thần lạc quan và tràn đầy cái hy vọng cho bản mệnh à, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi mà thực hiện công việc sẽ khiến cho các bạn đạt được kết quả tốt đẹp vậy nên quý vị đừng vội nản lòng à, sức khỏe trong thời gian này thì cũng không có cái vấn đề nào nghiêm trọng khi mà gì À, được sao được sĩ nó chứng bệnh nó chủ trương về cái sức khỏe đấy dù vậy quý vị cũng nên đi thăm khám định kỳ để có thể phát hiện ra và chữa trị ra những cái bệnh nó tiềm ẩn sớm trong người đồng thời ở tuổi này thì quý vị cũng nên để cao chăm sóc sức khỏe cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tinh thần được thư thải và giảm cái áp lực đầu óc đó à, vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi ất tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ất tỵ 1965 năm ạ. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng tư âm lịch. Tháng tư nó là tháng tân tỵ. Thì với những người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 năm mạng trong cái tháng tư tháng tân tỵ này thì đây là một cái tháng mà về phương diện sự nghiệp cũng không được mấy thuận lợi. À, trong năm tuổi của mình ấy, thì quý vị sẽ dễ gặp nhiều cái vấn đề phiền não do cái áp lực của thái tuyến nó gây ra. Dù đã rất nỗ lực nhưng mà không có cách nào có thể đảm bảo mọi việc được xuôi trèo mắt mái ngay từ đầu đến cuối. À, tổng thể quá trình cũng sẽ luôn xuất hiện một số cái rắc rối giữa chừng do là cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. À, tuy nhiên nghịch cảnh cũng là một cái thời cơ tốt để giúp tôi luyện bản thân và giúp những người tuổi Ất Tỵ trở nên mạnh mẽ hơn, hơn nữa À, cái tháng này quý vị cũng sẽ được một vài cái ngôi sao tốt lành nó phù trợ như là gì cái lưu niên trường sinh và cái lưu niên thanh long nó ăn ngữ vậy nên vào cái tình huống nguy cấp thì vẫn có thể có sự thay đổi bất ngờ do là quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé tiếp theo chúng ta xếp tháng 5 âm lịch tháng 5 là tháng nhâm ngọ thì với những người tuổi ất tỵ 1965 năm mạng trong tháng 5 âm lịch tháng nhâm ngọ này nói chung ấy, công việc làm ăn của quý vị sẽ gặp khó khăn phương diện tài lộc của những người tuổi ất tỵ thì cũng gì khó tránh khỏi những cái tác động bất lợi từ cái cục diện là hung uh, tinh nó mang lại hung uh, tinh tiểu hao tiểu hao nó mang lại cũng như là gì nó sẽ khiến cho quý vị gặp cái chuyện là hao tài tốn của tiền bạc thì đội nó ra đi mà không rõ được cái nguồn cơn làm ăn thì thiếu hiệu quả đầu tư thì dễ bị thua lỗ tình trạng kinh tế gặp nhiều cái áp lực cũng may trong cái tháng này lại có cái lưu niên thiếu dương nó ăn ngữ ấy. Uh, nó cũng sẽ giúp cho quý vị gặp được nhiều cái may mắn lại thêm cái lưu niên dưỡng nó nhập mạnh nữa à, nó khiến cho các mối quan hệ xã giao của quý vị những người tuổi năm hạng ất tỵ sẽ trở nên tốt đẹp hơn gia đình thì êm ấm vợ chồng cha mẹ con cái thì đều hòa thuận và yêu thương nhau không khí hạnh phúc cũng sẽ giúp cho tinh thần của quý vị có thêm được cải thiện nhất định à, tiếp theo chúng ta xem tháng 6 là tháng quý mùi à, tháng 6 âm lịch là tháng quý mùi thì được cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội vậy nên những người tuổi ất tỵ năm mạng nói chung ấy trong tháng này cũng sẽ được giúp đỡ rất nhiều. À, tuy nhiên, đây cũng là một cái tháng mà những người tuổi Ất Tỵ, Nam ạ sẽ gặp không ít những khó khăn, những thách thức trong thời gian này, do là cái lưu niên, đi lên thai nó nhập bệnh. Đó. Nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để quý vị tạo ra những sự đột phá. Quan trọng là quý vị có đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió hay không mà thôi. Sau đó thì mới có thể tận dụng những cơ hội đó để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, cái liên liên tăng môn nó xuất hiện nó cũng báo hiệu là gì? Quý vị gặp nhiều cái chuyện buồn phiền trong cuộc sống và dễ có chuyện tăng tóc bi thương nó xảy ra. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Vì thế bản mệnh khi tham gia giao thông cần phải cố gắng đảm bảo an toàn ở mức tối đa, không để do những cái va chạm những cái xung đột nó xảy ra. Đó, kẻo ảnh hưởng đến chuyện tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là gì? À, còn bị nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn hóa giải những xung sát thị phi này đi thì những người tuổi Ất Tỵ 1965 ấy quý vị luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ rộng xíu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Tỵ 1965. À, năm ạ tiếp theo chúng ta xét tháng 7 là tháng giáp thân. ở à, trong tháng 7 chúng ta được cục diện là tị thân là lục hợp đúng không ạ, lục hợp. À, nhưng mà trong tháng này thì đây là một tháng mà cũng gì thuận lợi với những người tuổi ất tỵ. mọi việc thì đều được thuận lợi may mắn do được cục diện lục hợp nó nó chiếu cố. thêm nữa lại được thêm cái cấp tinh như là gì thiếu âm thiên việt và cái tấu thư nó hỗ trợ nữa. nên là trong công việc nhờ cái kinh nghiệm và cái tích lũy nhiều của mình ấy nên là quý vị có thể là thuận lợi Hoàn thành được những mục tiêu mà mình đề ra Nếu là những người làm đầu tư kinh doanh Thì quý vị sẽ tạo được nhiều cái mối quan hệ Với đối tác, mở ra nhiều cái cơ hội làm ăn Phát triển cho công ty, cho sự nghiệp à, Tuy nhiên, trong cái thời gian này Thì cái lưu niên tuyệt nó nhầm mệnh Đấy, lưu niên tuyệt nhầm mệnh, quý vị thấy đấy Nó cũng khiến cho các mối quan hệ Xã giao không còn được hảo hữu nữa à, Bản mệnh ăn nói Nên giữ mồm giữ miệng Thì mới tránh được những chuyện thị phi Thì ngoài ra, ấy, quý vị cũng cần phải đề phòng cái chuyện là tiểu nhân lợi dụng lừa gạt và cái chuyện tiền bạc của quý vị nhé đó tiếp theo chúng ta xem tháng 8 này là tháng ất dậu đúng không ạ được cục diện là tị dậu xỉu là cục diện tam hợp à, nhưng mà trong tháng này thì nói chung ấy tháng 8 lịch nó cho thấy rằng là cái mức độ cạnh tranh trong tháng này được dự đoán là tiến triển khá mà khá mạnh khi mà có cái lưu niên mộ nó nhập mệnh này lại thêm cái quan phù và cái phi liêm nói chung ấy vốn là những người có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao nên là dễ xảy ra những cái bất đồng với mọi người xung quanh dù chỉ là những cái ý kiến trái chiều từ cái việc nhỏ nhặt à, cũng có thể là gì chuyện bé xé ra to dẫn đến là những cái bất hòa gai gắt bên cạnh đó thì cái quan phù quan phù và cái phi liêm này này nó cũng sẽ khiến cho quý vị và các bạn gì trong tháng này à, là dễ gặp bất chắc khó khăn vậy nên trong cái việc đầu tư thì quý vị cũng không nên mù quáng mà bỏ qua những cái rủi ro tiềm ẩn mà nên gì áp dụng cái chiến lược thận trọng để tránh những cái thua lỗ thì ngoài ra khi đàm phán kinh doanh, quý vị cũng cần phải đọc kỹ những điều khoản hợp đồng để tránh bị lừa lọc, tránh bị gài bẫy. Tiếp theo chúng ta cùng xếp tháng 9 năm lịch là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì nói nói chung ở trong tháng này thì có thể nói là rất khó khăn với những người tuổi Ất Tỵ nam mạng. À, trong tháng này có lưu niên tử nhập mệnh này lại thêm cái tử phù nó 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 ăn nữa nữa nên là khiến cho quý vị có thể gặp nhiều cái khó khăn trong cái quá trình điều hành công việc cũng như là gì trong cái công việc chính của mình. À, bên cạnh đó, thì cũng gì, quý vị cũng khó tránh khỏi khi mà đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, gặp phải cái đối thủ cạnh tranh mạnh, thậm chí là có thể bị cướp đoạt những ý tưởng kinh doanh. Dù vậy, thì cái vận quý nhân ở thời điểm này nó cũng không nhiều. Nhưng mà khi mà thực sự cần thiết ấy, thì nói chung ấy, quý vị nên chủ động tìm kiếm những người có kinh nghiệm, hoặc là những người có cái kỹ năng, hoặc là tìm kiếm những bạn bè thân thiết để gì để được khóa giải để giải quyết được đúng đắn hơn. Bên cạnh đó, nói chung ấy lại thêm cái tháng 9 này này thì cái sao cái đô này nó không tin nó cũng sẽ xuất hiện. Vậy nên là gì thành thì ít mà bại thì nhiều. Bởi vậy trong cái tháng này thì quý vị không nên mở rộng cái quy mô kinh doanh công việc một cách mù quáng, cũng không nên quá đi sâu vào cái lĩnh vực mới. Nếu không ấy, sẽ chỉ mang lại những gánh nặng về kinh tế cho bản thân mà thôi. đó. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn của mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để mà trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 âm lịch là tháng đinh hợi. Thì trong tháng 10 âm lịch là tháng đinh hợi chúng ta cùng diện là tị hợi là tương xung. Thêm nữa tháng này có lưu niên bệnh niềm bệnh này, lại có thêm bệnh phù này, lại có thêm cả cái ông tuế phá nữa. Đó gặp cục diện tương xung nói chung là tháng hay là tháng nói chung là đại xấu cực xấu, à, trừ sinh bệnh, nó ám chỉ vận mệnh của quý vị sẽ bị suy thoái thuận lợi ban đầu nhưng mà có thể sẽ khó khăn về sau gây ra chuyện là hao tài Tuấn của. Vì thế đối với những cái việc quan trọng thì bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi mà uh, trước khi mà đưa ra quyết định, đừng có đóng vội mà lại gây ra hỏng việc. Bên cạnh đó tháng này thì cũng gì có cái tuế phá nó ăn ngữ nữa, lại thêm cái bệnh phủ hung tinh nó mang đến những bất lợi về sức khỏe cho quý vị trong thời gian này tuổi tác đã cao cũng sẽ khiến cho những người tuổi ất tỵ nói chung đấy à, sức khỏe ngày càng giảm sút âu cũng là cái chuyện bình thường đúng không ạ thì ngoài ra cái hệ tiêu hóa cũng xuất hiện nhiều cái dấu hiệu bất ổn quý vị cần phải chú ý trong chuyện anh ăn uống để sinh hoạt một cách lành mạnh bản mệnh cũng cần phải chú ý an toàn khi mà đi lại tránh để những cái tai nạn nó xảy ra thương tổn ngoài ý muốn <laughs> vì vậy để hóa giải cái hung họa và mang lại cái may mắn cho mình thì quý vị luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh của thân tiếp theo chúng ta xét đến cái vận trình của những người tuổi ất tỵ một chín năm mạng trong cái tháng 11 âm lịch là tháng mậu tý và thưa quý vị nói chung với trong cái tháng mậu tý thì với những người vẫn đang còn đang quá trình cống hiến cho công việc ấy, À, cái phương diện sự nghiệp của quý vị trong cái thời gian này nhìn chung thì vẫn tiến triển theo cái chiều hướng có lợi hơn à, khi mà quý vị được gì được cái sao thiên việt thiên khôi nó hỗ trợ cơ hội thăng tiến thì cũng sẽ tới tuy nhiên à, cái tài chính của những người tuổi ất tỵ trong thời gian này gặp nhiều cái biến động bất lợi chẳng những không có dư giả mà còn gì không tích lũy được bởi trong tháng này gặp cái đại hao này cái đại hao hung tinh à, đã vậy cái nguy cơ hao tài nó cũng rõ rệt nên là không thích hợp để quý vị đầu tư hay là mở rộng cái quy mô kinh doanh trong thời gian này thì ngoài ra cái lưu niên trường sự à, lưu niên suy nó nhập bệnh nó cũng gây ra một số cái khúc mắc khó khăn có thể xảy ra do quý vị đã suy nghĩ nhiều dẫn đến là những cái luẩn quẩn khó thoát chỉ cần quý vị thay đổi cái tâm tính suy nghĩ thoáng mọi chuyện và tích cực trò chuyện tâm sự với mọi người thì cũng sẽ được giải quyết vấn đề một cách âm sâu hơn Đó. tiếp theo chúng ta cùng xét về tháng 12 âm lịch là tháng kỳ xíu thì cái vận mệnh của những người tuổi ất tỵ 1965 năm mạng trong cái tháng 12 âm lịch ý, thì nhờ có lưu niên đế vượng nó soi chiếu Đấy. mà những cái quyết định của những người tuổi ất tỵ năm mạng trong cái thời gian này cũng thường đúng đắn và cho lại những kết quả rực rỡ hơn cả cái sự mong đợi à, nói chung ấy quý vị sẽ nhận ra bản thân mình mới chính là những người mà tạo ra may mắn cho chính mình khi mà quý vị luôn chăm chỉ kiên nhẫn cuối cùng ấy, thì công sức của quý vị cũng được đền đáp không những thế cái cục diện tam hợp là tỵ rộng xỉu nó ghé thăm nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị hợp tác làm ăn à, nói chung ấy hứa hẹn quý vị sẽ gặp được những đối tác uy tín trong một cái thời gian dài tìm kiếm Đừng quên tháng này vẫn còn những cái bạch hổ hung tinh và cái phục binh nó ăn ngữ vậy nên à, cái hung họa nó cũng tiềm ẩn bất cứ lúc nào nếu như mà quý vị có suy nghĩ bất chính đi đường ngang lối tắt à, bất chấp tất cả để kiếm tiền thì lại càng nguy hiểm hơn cái tháng cuối năm thì bản mệnh cũng cần phải cẩn trọng trong cái, cái 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 công việc của mình do bị cái hung tinh lại phục binh nó nó ăn ngữ à, có thể xảy ra tranh cướp cướp giật vừa mất tiền lại vừa ảnh hưởng đến cái tinh thần của của quý vị nữa vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong cái dịp cuối năm ấy thì những người tuổi ất tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ất tỵ 1965 năm ạ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Ất Tỵ 1965 năm mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Thì gặp cái năm tuổi này thì cái vận trình của những người tuổi Ất Tỵ nói chung cũng không được may mắn cho lắm, nhưng cũng không phải là một cái năm hoàn toàn khó khăn. Đó. À, hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống để giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.